Hoàng Gia Lô xin mến chào các bác ạ. Hôm nay thì em lại tiếp tục sẽ lên sóng cho các bác rất nhiều các mẫu đồ băng cối các bác nhé. Hôm nay sẽ có thông báo và cũng như là sẽ báo giá cho các bác những cái giá cực kỳ tốt luôn ạ. Những chiếc đồ băng cối của hãng New Tech Akai. Hôm nay em soạn cho các bác ở đây khoảng 2, 4, 6, 8, 9 chiếc luôn. 9 chiếc đồ băng cối từ máy băng 7 đến máy băng 10. Có cả máy 1 chiều, máy 2 chiều. Của hai thương hiệu nổi tiếng và phổ thông nhất trên thị trường hiện nay. Đến 80% số đông đang sử dụng nó là thương hiệu Tech và Akai. Và sắp tới thì bên em cũng sẽ làm thêm một cái mảng nữa là mảng mới về đồ của Nhật và đồ đập hộp các bác nhé, đập hộp mới tinh 100%. Thì em cũng đang chuẩn bị một số cái mặt bằng mà cũng như là để tạo một cái showroom để sắp tới sẽ bán những cái mặt hàng. Ví dụ hôm nay thì em cũng sẽ giới thiệu qua các bác một chút về cái sản phẩm mà sắp tới em sẽ làm. Một số các sản phẩm to cồng kềnh là em chưa có chỗ để, ví dụ như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, hàng đập hộp, đập thùng, những cái con tủ lạnh vài trăm lít giá trị khoảng 70-80 triệu, hoặc là những cái con điều hòa từ 12-24-18 BTU rất là nhiều, đời cao, và có những cái con sản xuất từ đập 2024. Thì hôm nay em cũng giới thiệu qua với các bác một chút là cái mô hình sản phẩm của bên em sẽ là những cái hàng mới 100% và có cả những cái hàng nước nữa, thì tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng và tài chính của khách hàng, nhưng em sẽ tập trung vào những cái hàng chất lượng và hàng có giá trị cao. Đấy, ví dụ như các bác thích nồi niêu xoong chảo thì đây có một cái bộ chảo 3 chiếc. Đấy, gồm một cái muôi và hai cái tay cầm có thể tháo rời được. Đấy, bộ chảo này thì cũng tầm trên hơn 3 triệu một chút. Đấy. Hàng của sản xuất là hãng Tefa của Pháp nhưng sản xuất cho thị trường của Nhật Bản. Đấy, và những cái con quạt mới, đấy, những con quạt mới mà chạy DC đó, chạy gọi là điện một chiều đó, chạy êm mà không có tiếng động đấy, thì nó cũng có rất nhiều con, nó chỉ khoảng tầm, ví dụ như con Toshiba này chẳng hạn, nó chỉ khoảng tầm hơn 3 triệu thôi. Còn nếu mà có con cao cấp hơn, là con Mitsubishi như này thì nó khoảng tầm hơn 5 triệu, đấy, thì nó có nhiều phân khúc đâu các bạn. Còn nồi cơm thì bên em cũng sẽ có những cái nồi cơm như... đây hãng này thì khoảng tầm gần 6 triệu và con Toshiba mặt màu đỏ như này 10 mã làm DR18L này, con này khoảng 12 triệu. Đấy, những nồi cơm nhìn rất là cao cấp. Rồi máy lọc không khí. Đấy, máy lọc không khí này. Hàng đập thùng đập hộp hết các bác nhá. Toàn hàng mới 100% chứ không phải là hàng nước hay là hàng qua sử dụng đâu nhá. Tất cả ở đây đều là hàng mới 100% mới tinh luôn. Được chưa? Sản xuất đến 2024. Đấy, những con này nó khoảng gần 5 triệu và những con mít chân voi này 8 triệu rưỡi. Đấy, hàng hút ẩm mít chân voi. Đấy, dòng này thì quá nổi tiếng rồi, những bác nào chơi Euro thì hầu như cũng đã biết đến cái dòng mít chân voi như này. Đấy, hàng mít in Japan các bác nhá. Đấy, tất cả những cái dòng này đều là mít in Japan hết 100%. Đây là một số cái sản phẩm nhỏ trong cái sản phẩm và cái doanh nghiệp mới của bên em thôi. Đấy, còn sắp tới thì sẽ có nhiều sản phẩm khác nữa, sau khi em làm xong cái hạ tầng và cũng như là cái cửa hàng rồi bắt đầu em sẽ lên sóng để thông báo với các bác, được chưa? các ủng hộ bên em. Thì ngày hôm nay thì quay trở về chủ đề chính ấy, thì những cái dòng đầu cối này thì em sẽ lên sóng các bác những cái dòng phổ thông và cũng như là sẽ đưa ra một cái giá siêu siêu tốt luôn các bác nhá, đảm bảo là trên thị trường chắc chắn là sẽ không bao giờ mua được cái giá tốt như cái giá ngày hôm nay em đưa ra các bác nhá. Đấy, thì ở đây thì em sẽ có những cái máy như bắt đầu thì 6.300 đi, 6.300 như thế này mà cả hút xịn các bác nhá, kèm hút xịn nhá, thì em đang bán với giá là 17.500 các bác nhá. Đấy, hút xịn này, hút xịn đét 100% nhá. Đấy, cái này em chưa lắp hút thôi. Đấy, chúng ta sẽ lắp hút vào, bảo hành cho các bác 3 tháng luôn, được chưa? Không có đâu có cơ chế tốt như thế này, máy đẹp như thế này, được chưa? Mặt mũi sáng tinh tươm như này luôn. Đấy, bác nào quan tâm nội thất cứ liên hệ, em sẽ gửi ảnh cho các bác, chắc chắn là không bao giờ các bác mua được cái giá này, 17.500 bao gồm hút xịn. Tech 3.300 SX thì giới thiệu qua giúp là 6.300 thì các bác biết rồi, máy chạy băng 5, băng 7, băng 10, 2 chiều 4 trách auto reverse, được chưa? Sang 3.300 SX thì đây là máy chạy băng 10 nhưng mà chạy 1 chiều thôi. Máy chạy băng 5, băng 7, băng 10, 1 chiều 4 trách các bác nhá. Dòng này thì rất là hợp lý ạ, cả hút xịn nữa. Đấy, bọn này em bán với giá là 11.500 các bác nhá. Giá thị trường các bác mua ít nhất phải 12 triệu trở lên. Khẳng định luôn ạ. Đấy, máy đẹp như thế này luôn. 11.500 các bác nhá. 11.500. Tech 3.300 SX, máy chạy băng 5, băng 7, băng 10, 1 chiều 4 trách, được chưa? Đấy, 3 motor, tất cả máy đều 3 motor hết các bác nhé. Những dòng máy em bán đều 3 motor. Akai GX285D, dòng máy này là máy chạy băng 5, băng 7, 2 chiều 4 trách auto reverse. Đấy,
đấy, như là đa cấu điện đấy. Những dòng này thông thường đa cấu điện này, 285D các bác nhá. Chạy băng 5 băng 7, hai chiều vốn trách luôn. Cái máy này em bán cho các bác giá là 12.500. 12.500. Đấy thì các bác có thể lựa chọn một trong hai cái máy này, tùy bác nào thích Akai thì Akai thông thường giá lúc nào cũng cao hơn thằng Tech các bác nhá. Đấy, sang Akai 260D, đồng máy chạy băng 5 băng 7, hai chiều vốn trách auto reverse. Máy này thì nó có hai đồng hồ vu xanh rất là đẹp, cân đối thiết kế hai bên. Đấy, tất cả đều là chạy từ thủy tinh hết các bác, có chữ GX là từ thủy tinh này. 260D. Đấy, hai hồi gỗ hai bên. Hai hồi gỗ hai bên. Máy đẹp keng luôn các bác nhá. Máy này em bán cho bác giá là 11.500. Giá thì cực kỳ tốt luôn, để cho các bác sẵn sàng là giá này là các bác mua được luôn nha các bác nha. Mua là mua được luôn chứ không có chuyện là bảo là giá này còn cao, vì giá này em báo cho bác giá là gọi là chạm tụt của đáy rồi các bác nha. 11.500. Đấy, 6.300 một con nữa các bác này. Con này em cũng bán bằng con kia nhá, 17.500 cả húp xịn. Đấy. Tech 2003SX, dòng này máy chạy băng 5 băng 7 một chiều. Đấy. Một chiều bốn trách, chạy từ sắt. Đấy, chiếc này thì tất cả ngang đều là 44, mà con này thì cao nó chỉ khoảng tầm 40 thôi. Cao khoảng tầm 40, chưa đến 40 nhưng ngang là 44. Nó to như con 4.300 mà nó to ngang như con 6.300. Thì chiếc này thì em đang bán với giá là 7 triệu đồng các bác nhá. 7 triệu đồng. Đấy, giá bình thường là tầm 7.5 triệu đến 8 triệu gì đấy. Bán 7 triệu, máy chạy băng 5 băng 7 một chiều, bốn trách. 4.300 thì là máy chạy băng 5 băng 7 hai chiều, bốn trách auto reverse. Đấy, các bác nhá, máy hai chiều. Đó, các thể nhìn hai cũng tên hai bên này. Dòng này thì nó em bán rất rất nhiều rồi, bởi vì dòng này nó rất là phổ thông, giá thị trường ngày trước là 12.25. Riêng hôm nay em bán cho các bác giá là 10 triệu các bác nhá. 10 triệu tròn, giá 4.300. Em để các bác giá 10 triệu, được chưa? Giá cực kỳ tốt luôn, em khẳng định luôn cho các bác là 10 cực kỳ tốt luôn. Và bảo hành 3 tháng các bác sử dụng luôn. Đấy. Giá đã tốt rồi, bảo hành lại còn dài, nên là các bác thoải mái để chúng ta tự tin đi, để chúng ta chơi các bác nhá. Và giá này thì chắc chắn là các bác khó mà mua đâu được cái giá này luôn ạ các bác nhá. 10 triệu đồng. Đấy, 4.300, máy đã dọn dẹp tinh tươm sạch sẽ rồi, không phải làm một cái gì nữa, cân chỉnh ngon hết rồi. 10 triệu đồng cho 4.300. Dạ, 4.300 10 triệu đồng. Giá tốt luôn các bác nhá. Đấy, đợt này giá em nhập được giá tốt các bác nhá, nhập được số lượng nữa, giá cực kỳ tốt, nên là sẽ để có giá cực kỳ tốt các bác nhá. Nên một số bác nếu mà có mua những thời điểm trước 12 triệu hay 12 triệu rưỡi thì các bác cũng thông cảm, bởi nó cái giá này nó biến động theo thời gian. Đấy, nó biến động theo mùa các bác nhá, nó rất là khó nói các bác. Nên là mình cũng nhiều khi có những con là nhập tới tại thời điểm cao, mình khi nhập tại thời điểm rất là cao, nhưng khi đến lúc mà mình không bán được ngay, khoảng 2-3 tháng sau nó có thể nó xuống giá luôn. Có thể là mình chấp nhận mình bán lỗ 1-2 triệu là chuyện bình thường các bác nhá. Đấy, mình có nghĩ vậy, theo thời điểm này nhập được giá tốt thì chắc chắn là mình bán sẽ phải giá cực kỳ tốt luôn. Bán khẳng định là tốt nhất tại thị trường luôn các bác nhá. Đấy. 4010S, máy chạy băng 5 băng 7 hai chiều bốn trách auto reverse. Những chiếc này ngày xưa em nhớ toàn bán 9,5 10 triệu các bác nhá. Nhưng hôm nay thì bán cho bác 8.500. Đấy. 8.500 ngàn đồng. Tech 4010S. Máy chạy băng 5 băng 7 hai chiều bốn trách auto reverse, máy đời. Đây là em máy này máy đời chót các bác nhá, đời chót nhá chứ không phải là đời đầu đâu nhá, đời chót luôn đấy. Đời chót là đời sẽ lên 4010SN đấy. Đấy. Và Akai GX270D, máy chạy 2 chiều, băng 7, băng 5, băng 7. Đấy, dòng này trên thị trường bán toàn 11, 12 triệu các bác nhé. Em để các bác giá là 10 triệu tròn, 10 triệu đồng. Đấy, Akai 270D. Con này thì chất âm nó giống như 630D và 650D. Từ các đồng hồ, hai cái đồng hồ này. Đồng hồ này to, nó là chính xác, nó đồng hồ của thằng 630D và 650D. Đấy, nói chung là bản này nó là bản thu nhỏ của con 630D. Các bác có thể nhìn cái thiết kế hàm từ này, cái bánh trục buli với cả trục bánh cái ấy đấy, bánh tì đấy, nó rất là giống các bạn, nó là bản trực tiếp, nó là bản thu nhỏ của thằng 6630D. Đấy, tất cả hôm nay em đưa cho các bác giá này, khẳng định luôn là bác nào mà đang quan tâm là một, và chúng ta đang phân vân này, đấy, thì đây là cái thời điểm giá cực kỳ tốt các bác nhá. Em chỉ áp dụng cái giá này trong hết cái tuần này hôm nay thôi. Đấy, còn trở về sau thì giá nó có thể lên thì em sẽ phải thông báo lại cho các bác nha các bác nha. Nên là ưu tiên các bác nào trong video này các bác xem được, chúng ta muốn sắm một con đầu băng cối chúng ta chơi tại thời điểm này thì đây là cái giá cực kỳ tốt luôn, khẳng định luôn các bác là cực kỳ tốt các bác nha. Đấy, để set up
để làm quen chơi với, để bán cho các bác, và cũng như là sắp tới sẽ còn rất rất nhiều các mảng đồ mới của Nhật xịn này. Nếu bác nào thích chơi đồ mới hoặc các bác cần một con tủ lạnh đẹp hoặc cần một con điều hòa chất thì các bác liên hệ bên em sẽ gửi hình ảnh và cũng như là sẽ báo giá cho các bác luôn. Đảm bảo các bác là giá còn rẻ hơn cả trên các thương mại, trên các trang thương mại điện tử, bởi vì bọn em nhập được, sẽ nhập được cái số lượng lớn và kết hợp được với một số anh em nhập được một cái số lượng rất là lớn, nên là hàng nó nhiều thì chắc chắn là mình sẽ có giá tốt các bác nha. Còn nếu mình mua lẻ, mua 1-2 chiếc thì chắc chắn sẽ không phải có giá tốt, mà mình mua hàng trăm cái được các bác nha. Đấy, nên là không cái gì bằng cái mình mua được nhiều các bác, kể cả đầu băng cối đấy, mình mua được số lượng nhiều giá của mình sẽ khác. Nếu mà mình mua lẻ 1-2 cái thì giá của mình sẽ không bao giờ tốt được những người mà mua vài ba chục chiếc, trăm chiếc một. Đấy, thì đây là cái cơ hội rất là tốt để chúng ta sở hữu chiếc đầu băng cối. Đấy, với những thời điểm trước thì đúng thật là có nhiều chiếc đầu cối rất là cao, đặc biệt như 6.300, 22 chiếc 2.500.000. Đấy, thì thời điểm đó nó rất là cao, nhưng bây giờ còn 17.500.000 thôi. Ví dụ thế, hoặc là 3.300 SX 12.500.000 thì bây giờ chỉ còn khoảng 10.